Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Top Game Online. Và hôm nay thì cậu Vàng sẽ mang đến cho anh em một cái video trải nghiệm con game Perfect World Mobile nhưng mà phiên bản tiếng Anh. Thì hồi xưa là mình có làm rất là nhiều clip phiên bản tiếng Trung rồi. Thì tất nhiên là về ngôn ngữ thứ thì nó hơi khó khăn. Thì bây giờ thì game đã có phiên bản tiếng Anh và mới chỉ ra mắt phiên server dành cho EU thôi. Đó, ở đây thì các bạn phải tình chỉnh hai ngôn ngữ, đó là tiếng Anh và tiếng Trung, và sau này sẽ có rất nhiều ngôn ngữ nữa, và mình hy vọng là sau này có cả tiếng Việt. Thì hiện tại các server thì mới chỉ có server EU nhá, còn server Đông Nam Á thì các bạn sẽ phải đợi một tháng nữa. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ chơi thử cái bản tiếng Anh này. Thật ra mình không muốn chơi bản EU này lâu dài đâu, bởi vì nó chênh lệch về múi giờ nên làm hoạt động rất khó. Tức là thời gian của châu Âu nó lệch khoảng 6 đến 7 tiếng so với giờ Việt. Ví dụ làm các hoạt động vào buổi tối nên nó rất là không phù hợp. Lúc này nó rơi vào nửa đêm chẳng hạn thì rất là khó chơi. Thì đây, các bạn nào muốn trải nghiệm thử thì chơi thôi. Thì game này đã có mặt trên Google Play và App Store, thì mình sẽ để một cái đường link để tải ở Google Play cho anh em. Còn App Store thì các bạn phải chuyển vùng sang châu Âu để tải. Rồi mình sẽ đăng nhập vào này. Thật ra tôi đăng nhập sẵn rồi, bây giờ chỉ vào tạo nhân vật thôi. Đó, ở cái chúng ta sẽ có ba cái tập human. Nói chung là tộc người, tộc thần tiên, tộc ép ấy, với cả tộc thú. Đó. Bản này thì mới chỉ có khoảng 5 lớp nhân vật thì phải. Ở đây ví dụ như này thì mình sẽ có Barbarian, hay là còn là thần thú. Wing ép này. Đấy, chúng ta sẽ có Vũ Linh và Vũ Ma. Đây nó dịch là tiếng Anh, toàn bộ tiếng Anh. Greek dịch cũng khá là chuẩn đấy. Đây là Vũ Ma. Không biết nó dịch là gì. Archer, đấy, cung thủ. Đây, ví dụ Human. Human thì chúng ta sẽ có kiếm khách và pháp sư. Đây là pháp sư này. Nó dịch là gì đây? Winza. Chuẩn đấy chứ. Kiếm khách nó sẽ dịch là Sword, Superman à? Hay Warrior? Mình nghĩ là... À, Blade Master. Dịch cũng chuẩn đấy. Bây giờ mình sẽ tạo một nhân vật, mình sẽ chọn Vũ Linh đi. Thật ra thì cái bản tiếng Anh này nó là cái bản tiếng Trung đời đầu ấy, phiên bản đời đầu, chứ còn bản tiếng Trung bây giờ nó có cả tiên thú các thứ, nó nhiều tính năng hơn rất nhiều rồi. Đây, chúng ta có thể tạo nhân vật này, tạo sẵn hoặc là chọn tùy anh em. Đó, về sau này các bạn có thể chỉnh kỹ hơn. Đó, rất là đẹp. Cái này thì dành cho những bạn nào mà thích tạo hình nhân vật này nọ. Mình sẽ chỉ tạo qua thôi. Nó cũng khá là mất thời gian. Nhưng mà tóm lại thì đây. Mình thích kiểu tóc này. Thậm chí các bạn có thể phối màu tóc luôn. Đẹp không? Ok. Đặt tên phát. Cậu Vàng 69. Confirm. Hiện tại thì với cái tiếng Anh này các bạn chơi... Mình cam đoan là các bạn sẽ chơi game dễ hơn rất là nhiều. Và mình đang chơi bằng giả lập đây. Game này chơi giả lập rất là thoải mái luôn. Nó cũng nặng, nó hơn 3GB. Nhưng mà nó cũng được tối ưu rất tốt để việc chơi game. Dù trên là điện thoại hay là di động, giả lập ấy, nó cũng chơi rất là mượt. Đây, phần cốt truyện này. Mình bỏ qua cái này đi. Đây là đồ họa đây rồi. Anh em đợi tí mình thiết lập cái phím á. Game này nó cũng là mình đang chơi bằng giả lập mà. Đó, ok rồi. Bấm nó dễ. Nói chung là nhìn chung là nó giống như bản chung tiếng Trung đời đầu thôi, nó cũng không có gì cả. Và cái này game này mà bạn nào mà từng chơi Thế Giới Ân Mỹ trên PC rồi thì sẽ rất thích, bởi vì nó cũng giống bản PC đến khoảng tầm 70-80% bản PC trước đây. Đấy, làm nhiệm vụ đánh ấy. Vũ Linh là mình đang chơi Vũ Linh, hay còn gọi là Greek thì là bút máu, nhân vật bút máu. Đấy, một cái hay của con game Thế Giới Mỹ đó là khả năng bay lượn và chiến đấu trên không. Từ bản PC rồi thì bản mobile này cũng nguyên như vậy, tức là các bạn có thể bay lượn và chiến đấu trên không luôn. Rất là đẹp, đồ họa rất là đẹp. Đó, các bạn chiến đấu trên không này. Đánh boss trên không luôn.
quá này đi. Đấy, cái âm nhạc rất là quen của Tích Vũ Thành. Bạn cái này là ông nào mà chơi Thế Giới Mây PC rồi sẽ rất là nhớ luôn. Lốt hơi lâu. Mình đang chơi bằng giả lập. Cái này nó không có bằng, chơi bằng giả lập của Tencent thì nó mình cảm thấy nó không mượt bằng. Confirm này. À, mình sẽ chỉnh cấu hình lên một chút để thời gian nó mắc rồi, nó tự mắc setting hết rồi. Rồi thế là cũng à, anh em nên đồ họa trên giả lập này cũng rất là đẹp luôn, đồ họa 3D. Nhưng mà như mình đã nói là hình như là giả lập này nó giảm cấu hình thì phải, hoặc là bản tiếng Anh nó giảm cấu hình. Bản tiếng Trung mình thấy nó ảo hơn, nó đẹp hơn. Mình chơi bằng giả lập của Tencent nó đẹp hơn rất là nhiều, nó mờ mờ ảo ảo. Bản này hình như là nó giảm cấu hình rồi. Hình như đây là bản giảm cấu hình. Nó giống kiểu PUBG là có hai bản, một bản Litter ấy, Elite ấy, một bản Elite, một bản bình thường ấy. Cảm giác là cái bản bản tiếng Anh này, cái đồ họa nó được giảm đi rồi, khiến là game nó nhẹ hơn. Chứ bản tiếng Trung mình để mắt setting nó nhìn ảo ảo, nó đẹp hơn nhiều. À, mình cũng có cái này để khi nào mình test bằng thử bằng iPhone để xem. Chứ mà mình đang test bằng giả lập Android mình thấy nó cứ ảo ảo. À, dạy đánh bot à, đánh quái. Đó, bây giờ mọi thứ ngôn ngữ và tiếng Anh là anh em thấy là game này rất là đông bạn Việt Nam chơi nhá. Đó. Rất là đông bạn Việt Nam chơi luôn. Hiện tại game thủ Việt và game chơi game này cũng khá rất nhiều. Cũng có thể là do cái giả lập của mình. Tí nữa mình rảnh mình sẽ test bằng iPhone. Nhưng mà nói chung đồ họa thì nó vẫn rất là đẹp rồi. Rồi. Đấy, thú cưỡi này. Nói chung là chơi nó rất là giống bản chung, nó không khá khác gì. Đấy, chẳng qua là nó có nó có tiếng Anh thôi. Thế bạn nào mà biết tiếng Anh thì chơi game nó dễ hơn rất là nhiều. Đó, học cưỡi ngựa. Nhạc nghe bồi hồi quá. Bạn nào mà hồi xưa chơi Thế Giới Mỹ PC là rất là thích.
Đấy, chơi giả lập thì nó vẫn thỉnh thoảng nó hơi bị giật, giật. Cái này là do cái giả lập của mình thôi. Mình đang dùng LD Player nhá. Một số bạn hỏi mình đang dùng giả lập gì thì mình nhắc lại mình đang dùng LD Player nhá. Một cái giả lập mình theo thấy mình thấy là nó tốt hơn Nox Player. Nox Player tuy là nó tốn RAM nhưng mà cái phần GPU nó giả lập ấy nó rất là yếu. Chơi những cái game nặng nó rất là khó, toàn không chơi được thôi. Thế mình dùng cái LD Player này nó cân bằng giữa hai việc đó là GPU giả lập nó rất là tốt để chơi game những cái game nặng, chơi game mobile nhận nặng và cũng chạy là tương đối ít RAM. Còn nếu mà muốn đồ họa đẹp nhất thì các bạn nên dùng BlueStacks, nhưng mà BlueStacks thì mấy bạn nào mà ít RAM thì sẽ bị cái cảm giác gọi là giật lag, vì nó tốn RAM rất nhiều. Đấy, mỗi cái giả lập thì nó có một cái ưu điểm riêng. Bình thường là mình hay dùng LD Player, cài khá là nhanh, nó cũng như kiểu nóc ấy, nhưng mà cái phần giả lập GPU của cái giả lập ấy nó tốt hơn rất là nhiều. Nó không như cái nóc mà chơi game nào là giật lắm, là không chơi được ấy, đôi khi là báo là đồ họa không đủ. Lạc quá. Rồi xong nhiệm vụ. Đó, mọi thứ là đều tiếng Anh hết. Cũng được cả lồng tiếng Anh luôn, giọng nói nhân vật cũng được lồng tiếng các thứ luôn. Đây, các cái chỉ số nhân vật đây, hồi xưa là toàn tiếng Trung, bây giờ thì nó rõ ràng có rất nhiều. Chơi game dễ, cực kỳ dễ luôn. Nhưng mà mình thấy là server châu Âu gì mà toàn Nga này, Philippines, Indo, Việt Nam. Đấy, nói chung là dân châu Âu họ cũng ít người thích chơi game cày cuốc lắm rồi. Đấy, hệ thống khinh công này. Bay lượn. Đó, mình khinh công 4 bước. Em thấy đẹp không? Ô, sao bây giờ ra góc này lại nhìn đồ họa lại đẹp thế nhỉ? Đọc bức thư. Sao bây giờ nhìn đồ họa lại ảo ảo ấy nhỉ? Đấy, chơi cho anh em một lúc thôi chứ còn thật ra thì mình đã test bảng chung rồi. Chú muốn giới thiệu là bây giờ nó có bản tiếng Anh. Đấy, các ông thích thì tải chơi. Tải thì mình để một đường link ở phía dưới để anh em tải game nhá. Riêng App Store thì Android thì không nói ra, Android thì có rất là nhiều ứng dụng để cài rồi, nhưng mà App Store các bạn phải chuyển vùng. Các bạn có thể search Google những cái cách để chuyển vùng Store để tải, và các bạn nên tải chuyển sang những khu vực như kiểu chuyển sang nước Anh ấy, chuyển sang UK ấy, United Kingdom ấy thì sẽ tải game được. Nó mở rất nhiều quốc gia nhưng mà chủ yếu là Bắc Mỹ và EU sẽ là tải được. Đây, Tổ Long Thành này. Bạn nào mà chơi Thế Giới MiPC sẽ vô cùng quen thuộc với Tổ Long Thành luôn. Đấy. Reset, đây là các cái lâm cho vật phối hợp với nhau này. Sau này cái game này mình thích cái game Thế Giới MiPC Mobile này, là ở từ bản PC nhá cho đến mobile, đó là cái việc đi khiêu chiến là họ không dùng auto, khiêu chiến rất là khó, cần người chơi phải biết nhanh tay, biết phối hợp với nhau các thứ, chơi rất là khó. Đi gọi là đi săn đồ, nó kiểu không phải là chỉ có auto ấy, thì chơi rất là hay luôn. Thì bản mobile nó cũng giữ được cái chất đấy từ bản PC rồi. Đấy, con này có nhân vật mình bút máu này. Né đòn này. Đó, buộc phải né đòn cái thứ. Thật ra auto cũng được, nhưng mà auto nó rất là cực kỳ dễ chết luôn vì nó rất là khó.
Óc tụ cũng được, về sau các bạn đi khiêu chiến óc tụ cũng được, nhưng mà trừ khi các đấy phải thực sự khỏe cơ, cho còn kiểu có kể cả bằng lực chiến cũng thua. Boss rất là khó luôn. Cả đấy thì mình cũng làm mấy cái video để anh em xem rồi, đánh rất là khó luôn. Có cái đợt mình chơi bản tiếng Trung với các bạn game thủ Việt mà đánh cái đi 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 cái phó bản là thôi mà nó mất gần 1 tiếng, gần 2 tiếng. Đấy các bạn có thể thấy là nó khó như thế nào, còn nó mất thời gian như nào. Đấy là mình, đây là game mobile nhá. À, toàn Indo với cả Philippines, Việt Nam là nhiều, chả thấy dân nước ngoài đâu. Đây, các cái lớp nhân vật ở trong thế giới Mi Mobile đây. Vũ Mang, Vũ Linh, thần thú này, Triều thần thú này. Đó, nó dạy các bạn cách phối hợp với nhau này. Vũ Mang này, thả bắn từ xa, gây đam vật lý rất là cao. Đây là pháp sư cũng là gây đam phép. Vũ Linh giật sét. Đó. Đam phép luôn. Con này nó bỏ chạy này, nó xuống đất bỏ chạy này. Đó. Chả khác gì bản chung cả, nói chung là không khác gì bản chung đâu. Đấy, đồng chí kiếm khách đến. Sổ ơi. Ngầu lòi. Nên giả lập này lốt hơi lâu. Mình chơi trên điện thoại lốt nhanh hơn rất nhiều. Đây, cái gì đấy? À. Rồi, tiếp tục đi làm nhiệm vụ thôi. Game này bản bản EU này hiện tại rất là đông người bạn game thủ Việt chơi nha, các bạn có thể tải game và chắc là sẽ có bang của người Việt đấy, thì các bạn có thể chơi và bang người Việt để cùng giúp đỡ nhau làm nhiệm vụ đi phó bản. Đi phó bản game này là phải có tổ đội quen cơ, chứ đi người ngoài là rất là dễ thua. Đây, phần shop này. Đây, qua nạp đầu này. Đó. Giờ đi làm nhiệm vụ thôi, không có gì cả. Giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ và lên cấp. Chơi nãy giờ mới level 6 luôn. Chơi nãy giờ level 6, dã man. Thật ra mình chơi hiện tại là mình đang chơi chậm so với server, tức là nó game này nó mở từ ngày hôm qua cơ, hàng ngày vào lúc 16 giờ ngày 22 tháng 8, nhưng mà bây giờ thì mình mới vào game mình làm video cho anh em xem được. Cũng hơi bận, bây giờ mới có thể là làm video cho anh em xem được. Bạn nào mà chưa biết thì có thể tải game chơi thử nha. Đây, gắn máu à. Ok. Gắn máu tự động luôn, hồi xưa còn gọi là phù ấy. Máu này sau phù này, máu miếc này các bạn có thể sau có thể chế được. Đây, phần kỹ năng này, nâng cấp kỹ năng này. Sau này còn nhập ma thăng tiên, hoặc nhập ma thì nó thêm các kỹ năng nữa. Nói chung là như mình đã nói thì nó giống bản PC đến khoảng 80%. Đấy, các auto. Auto này các bạn thích hợp với các bạn để các bạn đi làm nhiệm vụ hoặc là đi cầm máy treo cấp. Lúc camera chụp ảnh đó, các bạn để lưu lại ẩn đó, hiệu ứng emotion thì chưa mở, phải cần level 10. À, học cách cường hóa này, cần đá cường hóa.
Và nó có tỷ lệ nha em ạ. Cộng càng cao thì tỷ lệ càng giảm. Đấy, level 15 thì mình mới mở cánh cơ. Mình sẽ cố gắng cày. Game này thì bay lượn, bơi lội đều được. Đấy, lúc mặt trồi lên mặt nước có hiệu ứng này. Nước nó ướt ướt này màn hình này. Rất là thật. À, các bạn thấy lặn này. Đó, hay không? Game này đúng là game thế giới mở luôn. Tự do làm rất là nhiều thứ. Từ việc bay lượn cho đến bơi lội, lặn, lủng. Rất là đẹp. Đi thu thập tài nguyên. Đó. Hiệu ứng âm thanh làm rất chuẩn, đến lúc mà lặn dưới nước thì âm thanh nó nghe nó cứ ọc 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 ọc. Đấy. Rồi, đi ăn vụ thôi. Giờ chơi mới level 8. Đi làm nhiệm vụ. Trời, nãy giờ level 8, cái này từ ra nó lên cấp ở những ngày đầu server thì nó lên cấp cũng không phải là nhanh đâu. Đấy, các bạn để chơi game này sao nhỉ, cày cuốc thử, chơi thử, đồ họa rất đẹp. Và mà nếu mà bạn nào chưa từng chơi Thế Giới Ăn Mỹ thì mình nghĩ là game này cũng chơi được thôi, vì nó cũng khá là dễ tiếp cận. Nó chơi như các cái game mobile nhập vai khác thôi, chẳng qua là nó đẹp hơn, nó có thể là không chiến, thậm chí là bơi lội, chiến đấu dưới nước thoải mái, tùm lum các thứ. Đấy. Còn về cơ bản thì đúng chất game của Perfect World. Nhà sản xuất game Perfect World là các cái tính năng nó cũng na ná các game trước của họ. Mình thấy các cái tính năng trong con game Thế Giới Ăn Mỹ Mobile này này, nó y hiện, nó cũng na ná các cái sản phẩm trước đó của Perfect World. Các tính năng từ phát triển thêm vật cho đến đi phó bản các thứ hoạt động hàng ngày nó cũng na ná nhau à, nên cực kỳ dễ chơi luôn. Được cái vũ khí này.
Cái hiệu ứng nó làm rất chuẩn luôn. Đẹp. Đấy, xuống nước nghe nó bị âm thanh nó bị méo đi luôn ấy. Rất là thật luôn. Trả lời câu hỏi, thật ra mình chả không biết nó có ảnh hưởng gì không, mình cứ trả lời bừa thôi. Đó, được thưởng một lít quà. Đấy, đi làm nhiệm vụ nó lên rất là chậm. Thật ra mình cũng không có gì nhiều để nói. Thật ra bạn nào mà không biết thì có thể tìm lại những video cũ mình làm phiên bản tiếng Trung ấy. Thật ra nó chơi y hệt thôi, chẳng qua là bây giờ là mọi thứ bằng tiếng Anh rồi thì các bạn chơi nó dễ hơn. Và ping thì mình không thể nhìn được nhưng mà cảm giác là nó không 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 lag lắm. Mình nghĩ là ping nó tầm 150 cộng. Server EU thì mình nghĩ là cũng sẽ có, nó cũng sẽ là khó khó có ping cũng sẽ cao đấy, nhưng mà đến hiện thời điểm tại thì mình chơi thì nó cũng không không nhận ra rõ lắm. Đó, thì các bạn có thể tải game và chơi thử, mình để sẵn đường link để em chơi thử rồi. Lại chui xuống nước. Ôi, con thằng nào đi phó bản nó được cái đồ đỏ kìa, đỏ dã man đấy. Đây. Và đã đi tiêu diệt boss. Ở trong khiêu chiến nó nhận được một cái áo vàng này, Lunar Chest Vest 1 sao. Đó, cái này đi phó bản để các bạn này nhận được khuôn. Nhận được khuôn và các bạn này chế ra trang bị. Các bạn thấy không? Đánh nhau dưới nước luôn. À, bạn này cường hóa này. Trời, nãy giờ chưa được level 10 luôn. Tiếp tục đi làm phụ. Cái game này có một cái hay nữa là cái hệ thống thời gian, tức là nó có ban ngày ban đêm đó, khá là hay ho. Ban đêm thì trời sẽ tối và mặt trăng mình sẽ lên. Rồi, nói chung là mình cũng trải nghiệm vậy thôi, còn ở cấp cao hơn thì sẽ có nhiều hoạt động hơn. Thì nếu mà rảnh thì mình sẽ làm. Còn thời gian nếu bạn nào mà chưa rõ thì các bạn có thể theo dõi những cái video cũ của mình làm rất hoạt động đi khi đánh boss các thứ cho anh em xem rồi. Thì tóm lại mình chỉ giới thiệu ngày hôm nay đó là game này, game Perfect World Mobile này đã có phiên bản tiếng Anh và các bạn có thể
tải game trên Google Play App Store thôi. Google Play thì mình để sẵn được link, còn App Store thì anh em phải chuyển vùng, chuyển sang khu vực châu Âu để có thể tải game. Thì còn không thì các bạn đợi một tháng nữa sẽ có server C. Thì mình nghĩ là nên chơi server C vì sao? Nó cùng múi giờ hoặc là chỉ lệch một tiếng thôi thì các bạn đi làm hoạt động rất là dễ. Thứ hai là nó sẽ đông, cái vấn đề ping ấy nó sẽ rất là thấp. Và thứ ba là mình nghĩ là biết đâu đấy thì server C thì sẽ có cả tiếng Việt. Đấy. Sẽ có tiếng Indo, tiếng Thái, biết đâu có cả tiếng Việt nữa. Thì mình nghĩ là sau này thì rất là đông người Việt sẽ chơi server C hơn. Còn mà tiếng Anh này các bạn chơi cho vui thì cũng được thôi, chứ còn mình không khuyến khích lắm bởi vì nó lệch múi giờ đi làm hoạt động. Các bạn hiểu như là những cái hoạt có những hoạt động kiểu khiêu chiến vào lúc 8 giờ tối. 8 giờ tối bên giờ Việt mình nếu mà cộng 7 là 3 giờ sáng, tức là các bạn phải on vào lúc 3 giờ sáng để có đi thể đi những cái hoạt động ở trong cái server EU này. Không phải ai có thể 3 giờ sáng để thức đêm được. Đấy là một cái ví dụ về lệch múi giờ thôi. Thế tốt nhất là các bạn nên chơi và server C. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình. Bạn nào mà thấy hay có thể like, share, chia sẻ giúp mình nhá. Ngoài ra đừng quên ấn vào nút subscribe ủng hộ cho kênh Tech One Online. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì có lẽ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.